sư xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trưa hôm nay thì hai anh em có di chuyển là đi xuống cái thị trấn Cốc Bài để mua cho các em một số cái vật dụng mà trong gia đình nó có bác. Hiện tại thì hai anh em đã đi xuống đến nơi rồi và đang ở nhà anh chị Quyền Hiền một chút. Còn bây giờ thì chắc là hai anh em sẽ di chuyển ra chợ để mua một số những cái đồ dùng cho ba của cháu của bác nhé. Đấy, bây giờ đi đi sự. Hãy đi vào đường này đi. Đi vào đường này đi. Chị Yến này, đấy chị bảo bên này à? Đây này à? Cháu Lực lại tiếp tục là nhận được một cái số tiền của bác An Phạm là nhờ cháu Lực mua cho các em một số đồ nữa. Không biết là đây có nhiều nồi cơm thì chắc sưới ra bên này em ơi. Ra bên này em ơi. Những cái đồ dùng ở đây thì cháu Lực với em Sử là phải đi tít tận xuống cái huyện này thì mới có các bác. Đi rất là xa luôn. Anh ở đây có nồi cơm điện đấy, có quạt không? Có à cô? Dạ. Dạ. Cho cháu cái hàng xịn xịn tí. Đấy rồi. Thưa các bác, là tại vì bác An Phạm có dặn cháu Lực là mua đồ cái quạt với lại cái nồi cơm điện cho các em thì mua cái nồi mà xịn xịn tí. Có cả quạt chứ gì? Có loại thêm nữa không? Quạt cây à? Xử đi, có muốn quạt cây hay là quạt như nào? Không biết à? Thế thì xem quạt cây có mỗi loại quạt này thôi à? Nhưng mà ở đâu cho em xem được không? Đấy, vâng. Đây, xử đi vào đây này. Hay đi vào với cô để xem này. Nay giờ sẽ mua nồi cơm điện này. Loại nào là loại tốt hơn chị? Loại này á? Sử cầm ra xem nào, sử cầm ra để xem nào. Có 3 người chị. 3 người thì chắc là nồi này chắc là hợp rồi đấy nhỉ. Nồi là 850 à? Nồi này có vẻ hơi đắt đấy nhỉ. Nhưng mà cái 750 với cái 850 thì nó khác nhau ở đâu chị? Là khác hàng này à? Cái hàng bên kia thì tốt hơn à? Còn cái loại rẻ là như loại nào? À, cái này phải thấy cái này to hơn nhỉ? Này chắc đắt hơn đúng không? Cái nồi này thì nó sẽ hay ấy hơn đúng không? Hãy xem mà cái nồi bên kia đi. Đây cho em lấy cái nồi này này. Lấy cái này xử nhá. Đấy. Thưa cô bác, là tại vì bác An Phạm cũng có dặn với cháu Lực là mua nồi cơm điện với lại mua quạt cho các em thì mua cái đồ nào mà nó xịn xịn hơn một tí. Dùng như cái loại tầm 350 này thì cũng được thôi cô bác. Nhưng mà tại vì là bác An Phạm đã dặn cháu Lực rồi cho nên là cháu Lực sẽ mua cái bên kia. Vâng, chị thử cho em đi xem có lên không, lên điện không. 800 là lấy 750 à? Bớt cho em 50.000 à? Chị có cả dây điện không? Ổ điện à? Sửa em ra bên này để xem ổ điện đấy. Đâu chị? À đây này. Xem cái dây. Dây nào dài dài tí. Dây đấy bao nhiêu mét? Dây là 5 mét. Loại 9 mét. Chị lấy cho em một cái loại 5 mét đi. Vâng. Vâng. Chị cho em lấy loại 5 mét này. Lấy loại 160 hay là 145? 145 đi chị. Vào chưa chị? Rồi đúng không? Rồi. Này mà nó bị lỗi như nào thì em ma đổi được. Tại vì thưa các bác, nếu mà nồi cơm điện mà không có xem ký thần thận thì đi về lên bản thì xuống ở đây lại rất là xa. Hai anh em thì sáng tới giờ thì có thể nói là di chuyển từ 4 tiếng đồng hồ rồi. Cứ mỗi lần xuống cái này mua những cái đồ gì thì phải là di chuyển rất là xa. Cho nên là cháu Lực là gọi em Sử là đi cùng cháu Lực luôn để tiện thể là hai anh em sẽ là cùng nhau
lái xe các bác. Tại vì nếu mà một người đi thì cả đi cả về thì rơi vào tầm 8 tiếng thì rất là mệt. Chị có cái tờ giấy không? Xong là ghi cho em nhé. Em mua những cái đồ gì chị ghi hộ em với nhé. Vâng. Vâng, chị cứ ghi cho một cái phiếu đi. Khách cho em hai cái quạt vàng với cho khách lấy. Dạ vâng, chị cứ ghi cho em đi. Cho em một cái dây điện dài tầm 5 mét nữa. Rồi. Đây là 145 à? Thế tính cho em 140 cho nó tròn nhá. Bớt một số đi. Dạ. Và cái này thì được một bác ở bên Mỹ là có mua cho các em. Dạ vâng. Dạ. Nhà chị có cái lọ mà bé bé không chị? Cái lọ mà mình đẩy muối mì chính ấy. Đâu? Đây à? Sứa ấy, ra đây sứa ơi. Cho em thế nào, một lọ muối này, một lọ mì chính này, cho em ba lọ chị. Lọ nhỏ thôi. Nhựa nhựa đó chị ạ. Bằng nhựa nó sẽ không có bị dễ vỡ hơn. Tại vì bằng thủy tinh thì nó hay vỡ. Ở nhà thì có con dao nào chưa? Hả? À? Có chọn thêm mấy con dao thì con nào không? Dao có rồi. Dao có rồi à? Đây, cái loại này để thì có được không? Loại này hơi to nhỉ? Cho em lọ muối thì để lọ to đi. Cho em một cái lọ nhỏ đi. Để mình chính như lọ nhỏ ấy. Đấy, để như này nhá. Thôi lấy bốn cái này luôn nhá. Bốn cái này thì bao tiền chị? 25.000. Cái này là riêng đúng không? Đây, vậy cô anh. Có chị ghi hộ em luôn, bốn cái lọ là 25.000 luôn. Sử thì ra đây anh xem nào, khăn tắm đi, nhà không có khăn tắm đúng không? Không khăn tắm thì chị đi ra bên này đi. Khăn tắm có rồi. Khăn tắm có rồi à? À thôi, khăn tắm có rồi à, bác ơi. Có rồi bác, vừa rồi tớ tưởng là không có, có rồi. Giá khăn rửa mặt thì có rồi, vừa rồi cháu định bảo là mua khăn tắm nhưng mà các em bảo là có rồi. 25.000 ạ. Cái quạt này hả chị? Cái quạt nào thì tốt hơn chị? 5-600 nhưng mà nó bao nhiêu cơ? 5-600 thì là 11 à? Triệu bốt à? Vâng, chị cho em lấy cái quạt 500 này đi. Cái này đúng không? Thế nào là 500 đi? Ừ. 500 thì bớt xuống 450 à chị? Dạ. Lái có 20.000 thế không bớt được à? Lái 20.000 thì bớt em 10.000, lái 10.000 thôi. Dạ, đúng không? Dạ, không ạ. Màn thì cũng mua hết rồi ạ. Hôm nay thì đưa các em là xuống mua một chút là đồ điện tử thôi bác. Mắm muối mì chính có hết rồi. Dạ, có hết rồi ạ. À, những cái mắm muối mì chính này thì chúng cháu có thể là mua ở gần xá thì cũng được. Còn là mấy cái đồ điện tử này thì phải đi rất là xa mới mua được. Mua đây đi cho nó ngon. Dạ vâng, thế để lần sau thì cháu không nên mua. Có thể nói là hôm nay hai anh em di chuyển khá là xa đấy. Bây giờ thì đang là chuẩn bị là trời sắp mưa rồi các bác.
có khi là tối nay anh em là sẽ phải ngủ lại đây thêm một đêm nữa. Sáng nay đi thì hai anh em đi thì không có mưa, nhưng mà đến chiều tối này thì trên vùng cao này hay mưa cô bác, tại vì là đến mùa mưa rồi. Rau thì cũng trồng hết rồi ba, và rau thì cũng trồng hết rồi. Cái ô dô á, à? À, nhà này không có ô dô đây nhở, sư nhở? Hay lấy thêm một cái ô dô đi. Đây. Hôm nọ thì mấy anh em cũng đã trồng một chút, hôm nọ thì cháu Lực cũng có nhắc các em là trồng thêm một chút rau rồi, nhưng mà cái ô dô này thì không có, chắc là phải mua thêm cái này thêm một cái nữa cô bác. Trên xá, trên bản. Mua những cái đồ nhựa nhựa này cho nó chắc tí. Đúng rồi, ở xá thì, à. Xá chợ huyện thì tốt nhất là mua những đồ này. Vâng. Không cần để những đồ này. Tao mà không có tiền mua quả xịn. Mua hẳn hai cái à? Mua một cái thôi, một cái thì để lúc mà ăn cơm thì cả gia đình là dùng luôn. Vâng. Dạ. Mua một cái to này thì cũng được rồi. Còn ở trên trên bản thì hầu như là đêm ít khi là bật quạt lắm bác ạ. Chỉ có những ban ngày thì ăn cơm thì mới bật quạt thôi. Cái này là bao nhiêu gì? 60.000. Chị hộ em ghi thêm một cái bình tưới này thêm 60.000 nữa nhá. Vào đây nhé. Đây xử gửi tiền. Đấy rồi, chị bảo lấy 60.000 đấy. Có vẻ hơi bơ ngỡ nhỉ. Hôm nọ thì bác An Phạm cũng có dặn về cháu Lực là mua thêm cho các em là một cái bình để tưới rau nữa, và hôm nay thì cháu Lực tiện thể là mua cho các em luôn. Ở trên xá thì hầu như là không có những cái bình nữa đâu các bác, nếu mà có thì vào ngày chủ nhật thì mới có. À, được các bác ở dưới huyện này trở lên trên đây bán thì mới có. Cái màu xám này là 500 hả chị? Ôi, chắc em lấy cái này thôi, cái kia cao quá. Vâng, em lấy cái này thôi. 500 ngàn là lấy rồi. Có, em lấy cái này này. Cái bên kia thì rẻ hơn à? Cái này 500 này. À, cái cũng bằng giá nhau đúng không? Vâng, vâng. Nhưng mà lấy cái này nhìn trong nó có vẻ nó chắc chắn hơn. Cái kia nhìn nó có vẻ cao cao quá. Vâng. Sử thì quạt thì muốn là loại nào? Lấy loại này nhá. Rồi. Lấy loại này chị ạ. Nhà anh là có thêm một chỗ nó bán ở trên kia à? Ờ. Cái này em nếu mà đi chọn thì lên tiếp trên kia à? À. À vâng. Giá? Vâng, bốn cái bình nhựa kia, bốn cái lọ kia là 25.000.
Vâng vâng. Cái kia 60.000 ạ. À vâng, chịu em là ghi vào đấy thôi. 60.000 ạ. Quạt là 500 với lại đồ cân điện là 750.000. À, cái này nữa. Vâng. Vâng vâng. Vâng vâng. Vâng. Vâng vâng. Vâng. Tí là mưa là không có về được nữa nhỉ? Vâng. Nếu mà mưa thì anh em mình ngủ lại đây nhá. Đấy, đến sáng mai mới về. Hôm nọ thì cháu Lực cũng cùng em xử là đi xuống lấy giấy tờ xe của em ấy cô bác, thì cũng có ngủ lại ở đây một đêm. Tại vì là mùa này đi thì hay gặp mưa khá là nhiều, đi đêm thì cũng khá là sợ, cho nên là hai anh em sẽ là quyết định là ngủ tại đây rồi cô bác. Còn cái nồi cơm điện này thì chắc các em nồi cơm điện này thì về nhà thì cháu Lực sẽ hướng dẫn các em là dùng, chứ còn như các em thì chưa có dùng những cái đồ điện này bao giờ ấy cô bác. Ở nhà thì toàn là dùng những cái bếp củi thôi. Không, này chỉ học này chỉ học đến lớp lớp 2. Còn đến lớp 2 là nó phải là nó phải bỏ học ở nhà để lo cho ông với lại lo cho em rồi. Nhường lại cái suất học ấy để cho em luôn đấy. Tổng tổng với là bao tiền? 1.475.000 à? Nhưng à, của chị là 1.300.000 đúng không? Thế chị của em ghi là của chị là 1.300.000 ở đây này. Vâng. Đây là tổng tất là 1.475.000 các bác. Còn bây vừa rồi thì cháu Lực đã giả đi là 25.60.000 rồi. Cái kia là gì? Vâng. Vâng vâng. Vâng. Dạ vâng ạ. Khỏe chưa chứ, khỏe chưa? Cảm thấy luôn không tiếng động. Cảm thấy có gió chưa? Như cái cao cao bên kia thì vâng. Vâng. Nhà nào đó? Nhà ở trên Ngàn Chiên. Quạt này là có bảo hành lâu không? Với lại cái nồi cơm điện đấy chị? Bảo hành 1 năm à? Vâng. Dạ vâng. À đây là cái phiếu bảo hành đó. Phiếu bảo hành đang cầm trên tay vẫn muốn hỏi là bảo hành không ấy cô bác. Tại có những lúc thì không có để ý cho nên là không có biết cô bác ạ. Tặng cho cái tivi nữa. Dạ, tivi thì bao giờ để em ấy làm nhà xong thì tính đã, sau. Làm nhà. Vâng, đang chuẩn bị làm nhà. Chị em ghi của chị là 1.300.000 bao nhiêu ở đây bác? Ừ. Anh của em ghi đi. Xong rồi dùng cái túi bóng to buộc vào luôn. Sử đi lần này xuống đến đây là lần thứ tư rồi đúng không? Vâng. Lần thứ tư là hai lần ngủ lại tại đây đúng không? Vâng. Thế mà đêm nay anh em mình ngủ lại tại đây mới là hai lần đúng không? Vâng.
chị là 1390 à? Vâng. Đây cầm đi. Xong thì gửi tiền cho chị đi. Đây cầm 1 triệu này. Đó đây. Tờ 200 này. Rồi. Đấy đếm xem. Rồi đưa chị đi. Sửa xem cả ủ cắm cả nồi cơm điện nhá. Không phải tí anh em mình về đến nhà mới không có ủ cắm đâu thì lại là không chưa cắm cơm được ấy. Nhà ba ông cháu ăn. Dạ vâng. Thấy còn cất cái phiếu đấy để lại trong túi đi. Lấy cái bình kia ra anh cầm cho. Cái phiếu ấy. Đấy, phiếu để vào túi đi. Vâng. Mà không lên thì anh em mình cứ cầm xuống đây nhá. Đấy, bảo hành 1 năm mà. Nhưng mà nó mà bị như thế nào thì không bảo hành gì. Vâng, nhưng mà trong quá trình đi lại thì tiền xăng thì chị lo tí được đúng không? Chứ bây giờ em mua nó không lên thì đến nhà thì em xuống em đổi thì chị phải lo tiền xăng em chứ. À, rồi. Ờ, cầm cái kia đi. Em cảm ơn nhá. Ôi quạt quạt sư quạt. À còn dư còn tiền dư mà thử sư. Quên rồi. Còn tiền dư mà. Vừa nãy mình đưa là 1 triệu tư mà. Rồi đi. Ở ngoài thì sấm chớp rất là to rồi các bác ạ. Thế em về đấy nhá. Rồi. À bây giờ thì chắc là dùng cái số đồ này. Bây giờ chắc là đưa cái số đồ này để với nhà của anh chị là Quyền Hiển một tí nhá cô bác. Xong là hai anh em sẽ đi ra lận lờ bên kia một chút. Tại vì là lâu lâu thì em xử mới có xuống đây một lần thôi. Thì tiện thể là cháu Lực đưa em đi ra bên kia luôn. Đấy, nhà anh chị Quyền Hiển thì ở ngay đây luôn rồi cô bác. Đấy. Bây giờ thì chắc là hai anh em sẽ để lại nhà anh chị một chút. Hôm nay thì chắc là anh chị cũng có đi mua cái phần quà này. Không biết là đưa mua cho hoàn cảnh nào cô bác. Đấy, anh em mình để đây đi. Anh chị Quyền Hiển thì chắc là đi đâu rồi cô bác. Không có ở nhà. Bên ngoài thì trời là đang chuẩn bị mưa rồi. Bây giờ thì hai anh em sẽ di chuyển ra bên kia một lúc để ăn một chút thôi cô bác. Tại vì là sáng nay hai anh em đi xuống thì cũng có chưa ăn gì luôn. Trời thì đang là chuẩn bị mưa rồi. Đấy, vừa rồi thì hai anh em vừa đi mua thêm là một chút những cái đồ dùng cho các em cô bác, nồi cơm điện với lại quạt. Bây giờ thì hai anh em lên một cái chỗ mà trên huyện này gọi là cái view mà nhìn thấy toàn cảnh huyện luôn. Sẽ đưa em Sử đi xuống ấy nhìn một chút cô bác nhé. Mưa thì ra bên kia khá là nhiều rồi. Hôm nay thì chắc là không có về được ơi Sử ơi. Mưa nhiều lắm rồi đấy nhờ. Đấy. Ở chỗ này thì có thể nhìn thấy được toàn huyện luôn cô bác. Một cái huyện thì cũng chỉ là rất là nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà nơi đây là cái nơi mà gọi là sầm uất nhất ở cái huyện này rồi cô bác. Gió mát nhờ. Hay đằng sau của em Sử thì mưa khá là nhiều hơn rồi cô bác. Còn hai anh em thì về là sẽ đi về hướng này được cô bác. Bên kia thì mưa cũng khá là nhiều luôn. Mưa thì bây giờ đang gọi là từ hai phía là đổ về ra huyện thôi. Thế còn thì bây giờ hai anh em sẽ lên trên uống nước một chút đã. Ôi kìa. Rồi thì hai anh em mà đứng ở bên kia thì thấy sấm sét rất là nhiều. Cho nên là chắc là không có dám đứng nữa cô bác. Đấy, sửa ra đây, mình gọi nước này. Đây, ra những cái chỗ này thì như này là cái quầy nhá. Hiểu không? Một cái quầy để mình gọi nước ấy. Đây xem menu này này. Đấy xem thì có nước gì nào. Ở đây thì có những nước gì anh? Đây xem menu. Thú vị không? Thử đi xuống cái này thì hay đi uống nước gì? À? Không biết à? Anh chọn cho Sử là một thứ đồ uống nhá. Đây thì người ta hay gọi nước gì là nhiều nhất đây? Xoài anh ạ. Xoài à?
Xoài là đấy là xoài nước xoài ép à? Sinh tố ấy à? Sinh tố xoài à? Thế thì cho em hai cái một sinh tố xoài đi. À, cho em một cái bạc xỉu đấy. Nó xoài một bạc xỉu. Vâng vâng. Rồi, bây giờ thì ra bên kia mưa khá nhiều đấy. Anh em mà đi xem một cái bàn nó ngồi nó có xuống mát mát tí. Ô, ở bên này thì cũng cả bán cả thuốc à anh? Vâng anh. À. À. À, thưa cô bác, đây là những cái bài thuốc mà thuốc như kiểu giảo của Lam ấy cô bác. À, giảo của Lam thì anh Quyền Hiển thì cũng đang bán rất là nhiều đâu cô bác. Anh em mình ra bên này đi, ra bên này thì nhìn thấy nó có vẻ rộng hơn. Ở trên này thì đến mùa mà có mùa hoa ấy cô bác, thì là trên này thì người ta sẽ cho thuê là những cái bộ mà quần áo ở trên vùng cao này cô bác, những cái quần áo dân tộc ấy cô bác. Đây nhìn có vẻ là mát đấy sửa nhà, có cảm nhận được vậy vì mát không? Mát không? Đấy kia có hai cái hình người to tướng nhỉ? Một cái bàn tay Phật à? Có phải không? Nếu mà vừa đấy mà hai anh em mình về luôn là chắc là gặp mưa ở bên kia đấy nhỉ? Ra bên này thì có vẻ thì thấy mưa này nhiều hơn này. Đây hai anh em mình ngồi bàn này đi. Anh ngồi đây. Anh ngồi ghế kia. Vừa rồi đang đứng kia có vẻ sấm rất là to đấy nhở? Anh thấy cả tia sét nó chảy xuống rồi. Không cẩn thận anh em lại đang ghi hình không khéo lại nó ngoại quánh mình luôn thì chết dở đấy nhở? Sở đây gọi là hôm nay là lần đầu tiên mà lên trên mà ngồi cái quán uống nước này như này ấy nhỉ. Mọi lần là nếu mà em đi uống nước thì em hay uống ở đâu? Uống ở xá à? Thế là mình mua xong là mình đi luôn đúng không? Còn ở đây là mình mua xong thì mình ngồi lại đây uống. Uống bao giờ mà mình mà cảm thấy muốn về thì mình về. Đấy. Mình gọi một ly cà phê tầm 25 đến 30 nghìn để ngồi từ sáng tới tối cũng được. Đấy. Nhưng mà người chủ quán không có thích thôi. Đấy. Anh Sử bây giờ thì thử nước xoài nào. Biết đến quả xoài chưa? Hả? Chưa biết quả xoài á? Cái đây là cái quả xoài mà ép ra thành sinh tố đấy nhá. Đấy thử đi. Cái ống hút này, đấy dùng ống hút này. Đấy bao ống hút ra, đấy. Yêu, dạ. Trên nhà mình bây giờ đang mưa là rất là to đấy. Đấy, như là nhà cháu Lực với em Sử thì đi ra hướng bên kia này cô bác. Đó, ở trên đấy thì đang mưa khá là to rồi. Sử cho anh cảm nhận xem là như nào. Ngon à? Đấy. Ngọt có ngọt không? Ngọt lắm không? Ngọt lắm không? Ngon rồi. Thưa cô bác, em Hải với lại ông thì em Hải thì đang đi học, còn ông thì đang ở nhà rồi, cho nên là không có đi được với cháu Lực là cùng xuống với huyện này một chuyến nào. Thời gian tới thì những cái hoàn cảnh mà cháu Lực chia sẻ lên thì cháu Lực sẽ đưa tất cả các em là đi gọi là đi ngao du ở cái tỉnh Hà Giang của cháu Lực quay trở lại một chuyến cô bác. Như các em thì giới huyện này, như em Sử thì năm nay mới có 17, năm nay 17 tuổi thôi mà chưa một lần nào đặt chân tới giới huyện này được cô bác. Ở bên kia thì sấm chớp rất là to rồi. Quán hôm nay thì có vẻ là rất là vắng luôn. Vừa rồi thì có một bàn này thôi và hai anh em ngồi một lúc thì không có thêm khách nào nữa. Bây giờ thì mưa đang đến đây rồi cô bác.
trước thì cháu Lực đi học với cô bác, thì đi học ở dưới ngôi trường Tít ở dưới kia này cô bác. Tít gọi là đằng sau, gọi là gần cuối nhất rồi, cuối huyện nhất rồi. Và mỗi lần mà cháu Lực đi lên trên nhà xuống dưới đại học thì cháu Lực phải ở lại độ tầm 1 tháng thì cháu Lực mới về một lần. Có khi thì phải vài tháng cháu Lực mới về một lần. Và đến năm lớp 11 thì cháu Lực có tìm được một cái công việc là ở ngoài. Cháu Lực cũng có xin phép bố mẹ rồi. Và bố mẹ cũng đồng ý cho là cháu Lực vừa học và vừa làm cô bác. Để đỡ cho bố mẹ cháu Lực một phần về cái khoản mà ăn uống với lại kinh phí học cô bác. Trước anh đi xuống tận đại học thì có khi thì 2 tháng, 1 tháng anh về một lần đấy. Mỗi lần là xuống đây thì bố anh đưa xuống thôi. Có những lần thì anh đi nhờ được người ta xuống. Và mỗi lần đi xuống thì phải đèo theo một bao gạo nữa này, thức ăn nữa này. Đấy. Ui, trận nó mưa bên kia thì mưa khá là to kìa. Hiện tại thì bây giờ cũng đã gần là 4 giờ đồng hồ. Bây giờ thì đã là 4 giờ 5 giờ rồi cô bác. Ôi bây giờ ở trên nhà mình lại tạnh mưa rồi. Lúc này chiều nay hai anh em mình xuống thì rất là nắng nóng đấy nhỉ. Còn hôm nay thì cháu Lực đưa em Sử là xuống để cho em tận tay là em chọn cái nồi cơm cho mình này, tận tay chọn cái quạt cho mình này cô bác. Em Sử thì thời gian này đi với anh khá là nhiều rồi nhỉ. Đấy, vừa đi làm với anh này xong lại các em có chuyện gì thì hai anh em mình lại cùng đi với nhau này. Em Sử thì hiện tại là đi xe thì cô bác thì cũng rất là cứng cáp thôi. Chỉ mỗi là bây giờ em là chưa có đủ tuổi để em đi làm bằng thôi. Thời gian tới mà em đi làm bằng thì cháu Lực sẽ đưa là em đi làm bằng cô bác. Còn là cái phần đất của em thì cho cháu Lực xin được nói lại thêm một lần nữa cô bác nhá. Cái phần đất đấy là phần đất của nhà ba ông cháu, chứ không phải là cháu Lực đi mua gì cô bác. Trước thì cháu Lực cũng có ý định là cùng bạn Trình kết hợp là hai anh em đi mua đất với nhau. Nhưng mà do là người ta không có bán, và bán thì người ta bán mắc quá, thành ra là không có kiếm được đất để cho các em mua. Ở đây thì rất là nhiều quý cô bác cũng có bảo với cháu Lực là đi ra ngoài đường lớn ở sẽ tiện hơn cho các em rất là nhiều, để cho các em là mở một cái quán tạp hóa nào đấy cô bác. Nhưng mà cháu Lực ở trên vùng cao này nhiều thì cháu Lực cũng có hiểu được là dân ở trên vùng cao này đôi chút cô bác. Mua thì có khi là người ta mua xong lại mua chịu, và mãi thì mới giả, có khi lại đến Tết thì người ta đi làm xa về xong người ta mới giả cho mình, thì mình lấy tiền đâu ra để mình nhập hàng tiếp với cô bác. Phần lái thì đã bị người ta mà gọi là nợ đi rồi, còn là cái phần gốc thì bây giờ các em thì không có làm cái việc gì ngoài cái việc mà bán tạp hóa ra cả, cho nên là không có tìm được đất. Cháu Lực với lại một số cháu Lực cũng đã được một số mạnh thường quân đã cho ý kiến cháu Lực là có thể cất cho các em một ngôi nhà ở gần nhà cũ của các em hiện tại cũng được. Nếu mà cất ở đấy một ngôi nhà thì sau này sẽ giúp cho các em mở thêm một cái phần trang trại hay là chăn nuôi gì đấy, thì điều đấy cũng tốt cho các em rất là nhiều các bác. Tại vì những cái phần này thì có tiền luôn, có tiền thì mình mới có thể bán được, mình không thể cho người ta chịu được các cô bác. Còn cái thước phim hôm nay thì cháu Lực xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Rất là mong quý ông bà, cô chú, anh chị có theo dõi được những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì cho cháu Lực xin một nút like và một lượt đăng ký kênh và cộng thêm là một lượt chia sẻ nữa cô bác nhá. Còn bây giờ thì cháu Lực xin được chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Hẹn quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.